Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Cast 1 là một trong những dòng đàn được yêu thích và lựa chọn nhiều nhất đến từ nhà Cutman. Ngay trước mắt các bạn ở đây đó chính là em Cutman cá mập Bluetooth màu trắng. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt một cách dễ dàng nhất nhé. Và đặc biệt mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng MIDI Bluetooth ở trên phiên bản nâng cấp này. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Và đây là tất cả các bộ phận của chiếc Cutman cá mập Bluetooth. Đầu tiên là bộ ba pedal, tiếp theo đó là bộ chân đàn gồm hai chân và một tấm phán sâu, và cuối cùng là thân đàn. Bên cạnh đó là hộp nguồn và ống lắp đàn. Ở phiên bản nâng cấp lần này, ngoài tính năng MIDI Bluetooth thì nhà Cutman còn hoàn thiện sản phẩm rất tốt. Theo mình thấy thì phần gỗ của phiên bản lần này cầm rất nặng tay và chắc chắn. Và cuối cùng đó là phiếu bảo hành lên đến 24 tháng đến từ công ty Minh Phụng Music. Và bây giờ hãy cùng mình lắp đặt nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tháo lắp của cây đàn này nhé. Hãy nhớ like, share và subscribe cho tụi mình. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy nhớ comment ở phía dưới nhé. Hoặc liên hệ qua số hotline 0919 768 606. Xin chào và hẹn gặp lại.